Map thi đấu đầu tiên là một map thi đấu quá một chiều nghiêng về các thành viên Falcon và OG có vẻ như vẫn đang chưa chứng tỏ cho chúng ta thấy họ là một đội tuyển xứng đáng với một tấm vé để đến với giải thi đấu Spring Final. Tuy nhiên thì vẫn còn những map thi đấu trước mắt để cho OG có thể làm lại, và nếu như họ có thể quay trở lại kịp thời trong map thi đấu này thì mọi thứ vẫn sẽ còn tiếp tục. Và nếu như họ để thua, chúng ta đều biết kết quả rồi, họ sẽ là đội tuyển tiếp theo phải nói lời chào tạm biệt với giải thi đấu Spring Group. Hai ngày thi đấu liên tiếp mà OG Esports bọn họ vẫn chưa để lại cho chúng ta quá nhiều ấn tượng trong lối thi đấu của mình. Map thi đấu đầu tiên, map thi đấu Ancient, bọn họ đã bị hủy diệt hoàn toàn trước các thành viên của bên phía team Falcon. Và map thi đấu thứ hai lại còn map là map pick của đội hình bên phía team Falcon nữa, map thi đấu Vertigo, thì liệu rằng có cái cơ hội nào dành cho OG Esports hay không đây? Đây là một thời điểm rất khó khăn dành cho OG khi mà bọn họ đã có những cái sự thay đổi về mặt đội hình của mình và bọn họ vẫn chưa thể bắt kịp lại được với meta của tựa game Counter-Strike 2 hiện tại. Xin lỗi quý vị và các bạn một chút về thông tin vừa rồi. OG và Falcon đã không ở trận thi đấu loại ở ngày hôm nay. Nếu như đội tuyển nào để thua tại trận thi đấu này thì họ sẽ có một cơ hội để có thể làm lại với bên phía team Vitality. Nhưng... chính xác là họ bị loại thật. Bị loại thật. Và đội tuyển thắng ở trong thì sẽ vào với các thành viên team Vitality. Một chút hơi lú rồi, bây giờ đã là hơn 3 giờ sáng rồi, mong các bạn có thể thông cảm. Còn ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đến với map thi đấu thứ hai ở trong cặp trận BO3 này thôi. Trận đấu giữa Falcon và OG. Map thi đấu là Vertigo và đương nhiên rồi, đây là map pick của bên phía team Falcon. Để xem họ sẽ làm gì sau khi ngày hôm qua đã không để lại được một dấu ấn quá lớn. T-side của bên phía team Falcon đối đầu với CT-side của bên phía team OG. Và đây sẽ là một tình huống tràn mid đến từ các player bên phía team Falcon. Nexus phát hiện ra đối phương đi đông mid rồi. Và đây sẽ là một tình huống cô lập bom side B. Để xem nào, cần có mạng đến từ Nexus để có thể giảm tải áp lực ở khu vực bom side B dành cho những người đồng đội của mình. Tuy nhiên Snappy đã lên tiếng mạng gục của Kito. Nexus cũng không khá khẩm hơn. Và đó là hai mạng hạ gục dành cho team Falcon. Bây giờ chỉ còn lại 3 player của đội hình bên phía team OG đang đi móc máy ngược lại đến từ khu vực Ara mà thôi. Còn bom sai A đã thuộc kiềm quyền soát của Snappy cũng như là những người đồng đội của mình. 3-5 và 3 người đang đi chung một hướng. Một quyết định khá táo bạo đến từ OG, nhưng Falcon đã đọc ra điều này với việc họ clear được CT rồi. Giạt pick rất đơn giản đến từ các thành viên của Falcon, và đó là 1-0 gọi tên họ ngay từ pistol round. Chúng ta vẫn đang được nhìn thấy một sự lấn lướt hoàn toàn tới từ Falcon về mặt kỹ năng. Một thứ mà đáng ra OG cần phải làm tốt hơn khi họ sở hữu tận 4 player trẻ trong đội hình của mình. Vẫn đang là một cái phong độ tương đối ổn đến từ vị trí của các player bên phía team Falcon trong ngày thi đấu hôm nay. Tình huống bắn rất chắc tay đến từ Magis Boy, Snappy, Maiden. 1-0 dành cho đội hình bên phía team Falcon rồi. Và với việc có cho mình round thi đấu Pistol thì round thi đấu thứ hai này cũng sẽ là một round thi đấu dễ dàng dành cho đội hình của team Falcon mà thôi. Khi mà OG bọn họ chủ động đó là Eco trắng. Đẩy B main đến từ OG Esports với cả 5 thành viên. Trong khi đó thì Falcon đang chiếm khu A-Ram cùng nhau. Và đã nghe ra tiếng tới Boros rồi. Boros sẽ kêu gọi những người đồng đội để có thể kê lại khu vực A-Ram này. Magis Boy dễ dàng có một mạng. Và bây giờ thì Magis không thể làm đôi. Nhưng Boros đã kịp thời kéo thêm một người nữa đi với mình. Snappy tới nơi. Khẩu Mark 10 để có thể cầy tiền. Hơi công kênh một chút tới Snappy. Và thậm chí Snappy cũng đã phải nằm xuống. Khá là tốn kém trong một round thi đấu mà đối phương chỉ eco như thế này. Rõ ràng là Falcon đã có thể làm tốt hơn. Họ hơi coi thường sức mạnh của bên phía team OG Esports một chút thì phải. Tuy nhiên thì đó vẫn là chiến thắng dành cho đội hình bên phía team Falcon mà thôi. 2-0. Một OG đang gặp rất nhiều khó khăn tại giải thi đấu Plus Spring Group này. Và với hình tình cảnh của OG hiện tại thì liệu Hana có nhớ về đó là OG hiện tại đang giống một đội tuyển, đó là Evil Genius hay không? Evil Genius, cái tên đấy thì bây giờ chết rồi. Chết rồi. Một năm có thể nói là hơi khó khăn cho những tổ chức đến của NA. Kinh tế luôn luôn là vấn đề cần phải được tính toán ở trong cuộc chơi. Chúng ta nói là các đội tuyển bây giờ so sức mạnh của họ, con người nó chỉ là một phần thôi. Có tiền thì mới có người, đó là sự thật.
nó không phải ngẫu nhiên mà có những đội tuyển họ cứ mạnh mãi, có những đội tuyển thì họ mãi mãi không bao giờ mạnh. Chính xác. Quay trở lại với trận thi đấu này thì đây round thi đấu thứ 3. Chỉ còn lại một mình Boros bên phía team Falcon mà thôi. Bị hủy diệt tương đối dễ dàng ở khu vực ARAM. Kịp đổi một đến từ Boros trước khi nằm xuống. Và OG Esports bạn họ đã có cho mình round thi đấu chiến thắng đầu tiên tại map thi đấu Vertigo. Một chút khởi sắc đến từ OG khi mà round thi đấu này cũng là một round thi đấu tương đối là quan trọng đến từ đội bên phía team Falcon, khi mà bọn họ đã tiêu tương đối là nhiều lượng tài chính của mình. Một tình huống bắn tốt đến từ vị trí của Nexus với cái double kill Boros. Người sống cuối thì cũng chỉ kịp làm một, thì không có cơ hội nào dành cho Falcon trong round thi đấu vừa rồi. 1-2. Quả smoke ở khu vực ARAM ở bên phía T-side trả ra nó luôn luôn có một cái khe như vậy. Chính xác. Đây là một cái vết mà bây giờ ai cũng dùng. Và rất nhiều đội tuyển bên phía T-side đó luôn luôn ra pick thẳng với khe này luôn. Falcon không phải là một ngoại lệ khi mà họ đã phần nào đó hơi thiếu cảnh giác với những setup chơi cục của OG. Rất là Falcon từ giờ cho tới hết trận đấu này có lẽ là họ sẽ luôn luôn cần phải để ý tới điều đó. Tại vì OG họ đang ở thế không có gì để mất cả. Và họ cũng biết là nếu xét về mặt chiến thuật thuần thì họ không thể thắng được bên Falcon. Nên là họ sẽ thử những thứ nó điên rồ hơn một chút. Đây, ví dụ những pha đẩy kiểu như thế này. Một tình huống đi đẩy và đã có cho mình một mạng gục đến từ Fico. Đối với đội hình bên phía team Falcon thì bọn họ quyết định đó là lên khu vực bom side B. Tuy nhiên Kito lại làm tốt quá với cái double kill. Snappy và Sanbanyard cần phải làm tốt hơn để có thể đem lại những cái hy vọng dành cho team Falcon trong round thi đấu thứ tư này. Quyết định chơi cục đến từ Kito và đó là một quyết định sai lầm, mất tới hai người của bom side B. Và để xem nào, 2v3 cơ hội làm là vẫn còn dành cho đội hình bên phía team Falcon. Snappy đang muốn thử sức với một tình huống đấu chỏm đầu. Nhưng OG đã thay đổi vị trí và Nexius đang ở một góc quá đẹp. Đây là góc hoàn toàn có thể đem về cho chàng trai trẻ này một cú double kill. Và Nexius tham minh tốt nhưng chưa đủ để có thể dứt điểm được Sunbayard. Nhưng chỉ với 11 HP còn lại, có lẽ Sunbayard cũng sẽ không muốn đấu với bên phía OG Sport nữa. Sẽ là phải đi xếp khẩu AK khi đây đã là key round. Và Sunbayard biết cơ hội của mình là không nhiều. Hai điều đến từ OG Sport. Những round thi đấu đang dần xuôi về phía họ hơn kể từ lúc họ được full buy. Xếp súng đến từ vị trí của Sanbayard. Round thi đấu này là một round thi đấu mà Fiku đã có một góc đi đẩy quá đẹp. Kito thì cũng làm tốt với cái double kill của mình khu vực bom sai bề. Và với chừng đó cái lợi thế thôi thì không lý do gì OG Esports bọn họ không dành cho mình một chiến thắng cả. Hai đều rồi. Đó là thi đấu thứ 5, đội hình của bên phía team Falcon. Bọn họ vẫn quyết định đó là Frostbite. Vẫn sẽ là một khẩu Hero AK trên tay của Sunbayard, cùng với đó là 4 khẩu DE. Để xem một round thi đấu Frostbite đến từ đội hình bên phía team Falcon. Bọn họ sẽ làm như thế nào đây? Họ biết rằng là OG vẫn đang yếu tiền bởi vì round trước là một round key của bên phía OG và để thắng thì họ mất tận 3 súng. Đọc kinh tế vẫn đang là tốt tới từ Falcon. Nhưng đọc là một chuyện, họ cần phải thắng round thi đấu này để biến kế hoạch của mình thành hiện thực. Bên phía bên kia thì OG đang có một setup cương skill tại khu vực ARAM như thường lệ. Và Nexius, player đã có những round thi đấu khá tốt vừa qua, một lần nữa sẽ bị thử thách. Và lượng máu của bên phía team Falcon cũng không còn là bao nhiêu nữa rồi. Regali cùng với đó là anh chàng đồng đội của mình đã kịp thời đổi được hai. Team Falcon với 3 thành viên còn sót lại và một chút bom mìn sẽ làm thế nào để đục thủng khu bom xe A đây. Phi cú đáng bách trở lại khu vực bom xe A và bây giờ bom xe A của đội hình bên phía team LG có tới cho mình đó là 3 thành viên. Sunbayard bị phát hiện, tuy nhiên Snappy cũng như là vị trí của Sunbayard lại có cho mình hai mạng gục của Nexus và Kito. Gió đổi chiều rất nhanh và bom xe A của đội hình bên phía team đó là OG chỉ còn lại một mình Fiku mà thôi. Tuy nhiên team Falcon sau khi có hai mạng gục của bom xe A, bọn họ lại hướng quả C4 của mình lên khu vực bom xe B. Quan trọng hơn là Falcon chưa nhặt lại được một khẩu súng to nào cả. Họ vẫn chỉ là một AK, hai lục với một cái lượng máu khá báo động của Sunbayard cũng như Snappy. Và người đối đầu với họ lại còn là Heavy God. Player tay to từ map trước cũng đã thể hiện rất tốt. Và đây sẽ là khoảnh khắc của anh ta. Nhìn thám mình đang là không tốt từ Heavy God nhưng nó vẫn là đủ để có thể dứt điểm Magisboy. 8 giây còn lại và nếu C4 rơi nó sẽ là thảm họa.
Snappy đã nằm rồi, hết cơ hội dành cho Team Falcon. Tỷ số của chúng ta sẽ là 3-2 dành cho OG. Suy nghĩ hơi nhiều đến từ vị trí của Snappy. Và với việc không nhặt lại được cho mình những khẩu súng to, thì đó là một round thi đấu chiến thắng, để chính xác hơn là một round thi đấu để thua tương đối đáng tiếc, khi mà bọn họ đã có quá nhiều lợi thế với việc làm rất tốt ở khu vực bom xe A. Heavy God có một góc đứng rất đẹp của khu vực connector nhìn sang khu vực bom xe B, và đó là chiến thắng 3-2 dành cho đội hình của bên phía team OG Sport. 3-2 rồi, rất có thể sẽ là 4-2 rồi, khi mà round thi đấu này sẽ là một round thi đấu yếu súng tiếp theo dành cho đội hình bên phía team Falcon. Tương đối là xuôi trèo mắt máy ở map pick của đối phương đến từ OG Sport tính đến thời điểm hiện tại. Vẫn chỉ là một khẩu AK duy nhất và hai quả flat làm điểm tựa, không phải là một cái lượng tài nguyên quá tốt đến từ Falcon. Và ra nào cũng vậy, cứ ra khu vực ARAM này thì họ sẽ ăn phải một cái quả đến rất đau đến từ bên phía đối phương. Rõ ràng là điều đó thì không có lợi chút nào trong những cái tình huống đối đầu 1-1 dành cho bên phía Falcon. Kito cùng với Nexius vẫn đang làm cái thế kẹp chéo tại khu vực ARAM, có lợi dành cho bên phía OG. 3-2, đồng đội thì cũng đã có mặt ở bên trong khu vực xe A rồi, sẽ không quá khó để OG giành chiến thắng trong round thi đấu này, trừ khi Team Falcon phải bắn rất ghê. Snappy vừa vả mặt đi được vị trí của Fiku và Regali cũng bị lộ vị trí của mình ở khu vực A shot. Cơ hội là 50-50 dành cho cả hai đội tuyển. Tuy nhiên Heavy God góc móc máy quá đẹp, và đó là chiến thắng gọi tên đội hình của bên phía OG. Hơi vất vả ở một round thi đấu đối phương yếu súng, tuy nhiên những gì OG cần là round thi đấu chiến thắng thì bọn họ cũng đã có. 4-2 dành cho OG Esports. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì Falcon có còn dám tiếp tục Foxfire hay không nữa. Vì tính ra thì round thi đấu này OG cũng mất nhiều súng. Chính xác. Tiền nong chưa bao giờ là ổn với OG. Nhưng chúng ta cũng có thể nói điều ngược lại với bên phía Falcon. Như vậy là với lượng loss bonus kèm theo đó là những điểm kill thì Falcon đã đủ tiền để phần nào đó tạm coi là full buy ở trong round thi đấu này. OG thì vẫn vậy, vẫn làm lối chơi cực kỳ chủ động. Và Nexius đang ở cách các thành viên Falcon có một cái khe smoke mà thôi. Nexius có cơ hội để có thể tạo đột biến cao, và Nexius vẫn chưa lộ. Chưa ai của Falcon biết Nexius đang ở đây cả. Nexus vẫn đang trốn, tuy nhiên thì Regali đã bị bắt được, và Heavy God cũng có cho mình cái mạng của Maiden luôn. Tuy nhiên lợi thế về người vẫn nghiêng về bên phía team Falcon. Nexus thì cũng đã lộ vị trí rồi, và để xem nào. Quả C4 thì đang rơi, San Banyard bắt đi được vị trí của Heavy God, và cuối cùng Nexus lại là người còn sống cuối. Tương đối là khó dành cho chàng trai trẻ này. Đối phương thì đã biết vị trí của anh ta, về sẽ là những tình huống spam thôi. Hết rồi. Clutch 1 vs 3 trong tình huống này gần như là điều không thể dành cho vị trí của anh chàng Nexus. Quả bom thậm chí còn kín như thế này nữa thì không có cơ hội. Đó là 3-4 dành cho đội hình bên phía team Falcon. Chỉ cần một round thi đấu đầy đủ súng ống, Falcon đã ngay lập tức quay trở lại. Và các thành viên của OG Sport như đã đề cập, kinh tế đang không phải điểm mạnh của họ. Đây là một round thi đấu ý tưởng thì là rất hay đến từ bên phía OG, nhưng cương quá thì đôi khi cũng không tốt. Round thi đấu nào họ cũng có một cái lối chơi có phần hơi chủ động thái quá như vậy. Và đến một thời điểm khi mà bên phía Falcon họ quyết định là ok lại, thì sẽ có những thời khắc mà OG bắt tham minh. Đó đều chắc chắn. Hậu quả để lại, OG sẽ phải Foxfire ở trong round thi đấu này. Và tất cả những gì họ có là một khẩu của 4F đến từ Regali. Ủa, ăn nết quá đầu đến từ vị trí của Kito. Tuy đây là một góc hút đẹp dành cho Regali, và San Banyard đã phải đi viện rồi. Lợi thế hơn người đã có dành cho OG Sport. Nexus cũng lên tiếng luôn với mạng hạ gục của Snappy. Maiden bắt được đi được vị trí của Nexus ở khu vực bom xe A. Bolot cũng là điều tương tự. 2 vs 3. Và bây giờ là 2 vs 2 khi Maiden bắt đi được thêm cả vị trí của Regali nữa. Heavy God đi móc máy như thế này thì chết rồi. Vẫn là lợi thế hơn người dành cho đội hình bên phía team Falcon mà thôi. Fiku 1 đấu 2 nhưng có cơ sở. Magic Boy đã rất yếu. Mà nếu như có một viên đạn chuẩn xác vào đầu của Maiden, nó sẽ là hoàn hảo. Tuy nhiên thì smoke của bên phía team Falcon trả ra, nó đã khiến cho Fiku không có khoảng trống để có thể di chuyển. Và Falcon thì cũng không mấy vội vàng, họ còn tận 45 giây. Họ được quyền đặt fake, họ được quyền bait, họ được quyền làm đủ mọi thứ để có thể mời gọi Fiku. Và bây giờ thì sẽ là một turn đặt thật
Fiku sẽ làm gì đây? Góc của Maiden vẫn quá đẹp. Và nếu Fiku không bắt được Maiden thì vẫn sẽ không thể thắng được round thi đấu này. Mà Gizboy thì đang ở giữa đường và Fiku đã có một viên đạn chuẩn xác. 1v1 thì Tam Minh rất đáng tiếc dành cho Fiku. Chỉ biết nói là Maiden đã là người thi đấu xuất sắc hơn thôi. Giạt ra rất quyết đoán từ Maiden, gặt luôn cho mình cái đầu của Fiku. Mặc dù để thua, tuy nhiên thì đội hình của bên phía Team OG với những nụ cười nở trên môi của Fiku thì bọn họ vẫn đang có một tâm lý tương đối là thoải mái. Không còn gì để mất đến từ OG Sport rồi. Round thi đấu vừa rồi là một round thi đấu Frostbite đến từ đội hình của bên phía OG. Với việc bọn họ để thua thì đồng nghĩa với việc round thi đấu này bọn họ phải eco. Cơ hội lên con số 5 là rất rõ ràng dành cho đội hình bên phía Team Falcon. Đây là một cái viễn cảnh khá là giống với những gì chúng ta đã được theo dõi ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Cũng là một bản thi đấu Vertigo, cũng là một bên vươn lên dẫn trước rất sâu. Sau đó thì họ trôi một mạch đến hết lượt thi đấu first half. Không biết là OG thì có nét tương đồng gì với NIP không? Chúng ta vẫn cần phải chờ xem. Còn round thi đấu này thì mọi thứ nó không có nhiều thứ để bàn cho lắm. Đơn giản là hút eco đến từ Team Falcon thôi. Bốc được trả ra, San Bayard có cho mình cái mạng hạ gục của Regali rồi. Đây sẽ là những tình huống cống mạng đến từ đội hình bên phía OG Sport dành cho Team Falcon mà thôi. Tuy nhiên đây vẫn là một round thi đấu mà Team Falcon bọn họ để rơi cho mình tới tận 2 súng. Rất tốn kém ở những round thi đấu eco đến từ đội hình bên phía Team Falcon nha. Đấy cũng sẽ là một thứ mà họ cần phải cải thiện thêm. Chúng ta đều biết là ở hệ thống giải Spring Group thì ta cũng chẳng có thắng có thua gì cả. Chỉ đơn giản là phân hạng ai sẽ là người được bắn Spring Final và ai sẽ là người phải xuống bắn Showdown. Đương nhiên là con đường từ Showdown để lên ngược trở lại với những giải thi đấu tầm cỡ S tier nó sẽ rất khó. Còn ở Spring Final thì nó ngắn hơn. Nhưng nó cũng sẽ là một cái khoảng thời gian để cho các đội tuyển họ được quyền thử nghiệm cái chiến thuật mới, những cái thứ mà họ đang thiếu sót trong khoảng thời gian đầu năm. Đây mới chỉ là đầu mùa giải thôi. OG của Team Falcon có quá nhiều thứ họ cần phải làm cho tới hết năm 2024 này. Ở Spring Group tạm có thể coi là một nơi để cho cả hai team nhìn ra rất là rõ những cái điểm yếu của mình đang ở đâu. Với OG chúng ta đã nói rồi, với Falcon chúng ta đã nói rồi. Chỉ là họ có sửa được hay không thôi. Tại vì sắp tới cũng sẽ là một cái giai đoạn tương đối là nhạy cảm. Major, ai cũng muốn mình có một cái màn trình diễn tốt cả. Theo những thông tin mà mình được biết thì Falcon họ đã chủ động là skip cái phòng Open Qualifier của Major để tập trung đi đội hình một cách tốt hơn. OG thì phải tốn đến tận 3 lần mới vào được đến RBR. Nhìn chung thì đây sẽ là hai đội tuyển chúng ta nên dành chút thời gian để theo dõi ở trong năm 2024. Em nghĩ sẽ rất là thú vị. Một bên thì đang đúng là rebuild lại từ đầu, và một đội tuyển thì có những ngôi sao sáng giá với một cái mức đầu tư rất là khủng. Chính xác là như thế. Team Falcon trước đây thì bọn họ cũng là một tổ chức, anh nhớ không nhầm là thi một tổ chức đến từ nước Đức thì phải. Hình như là như thế. Sau đó thì bọn họ bây giờ được mua lại. Team Falcon ngày xưa thì có cả vị trí của Kenneth đã từng thi đấu. Đúng. Hyojin và Misuta. Nhìn chung thì có những giai đoạn mà Falcon chúng ta có thể nói vui là NBS ngày xưa. Ừ, rất giống. Nhưng thì bây giờ sau khi mà được mua lại bởi một đại gia ở bên khu vực Ả Rập thì đội hình bên phía Team Falcon bọn họ đã khoác lên mình một bộ áo mới, một line up mới với những cái tên cộng cán của giới Counter Strike. Chỉ là cuốn cả khăn. Nếu nói về mặt trang phục thì ngoài quần áo các thứ ra phải cuốn cả khăn nữa. Chứ thì xét về mặt tài chính thì Falcon chắc chắn là đỉnh chuỗi thức ăn. Chính xác. Nhưng từ cái nguồn tiền coi là vô đáy đi, tôi sẽ gọi là vô đáy luôn. Tại vì tôi cũng biết là mấy anh hoàng tử Ả Rập bây giờ Premier League các anh còn tham gia vào thì mấy cái eSports này chưa ăn thua lắm. Chính xác là như thế. Tháng qua là bọn họ có mua được những, nghĩa là cái sức hấp dẫn của một đội tuyển mới như thế này, bọn họ có mua được những cái top player hàng đầu hay không hay không thôi. Ví dụ như kiểu chúng ta còn tiền thì bọn họ không thiếu rồi. Chúng ta cũng đã từng nghe về những cái chia sẻ của TwinZZ đúng không? Chính xác. Tôi nếu như mà về đấy thì sẽ là thi đấu vì đồng tiền. Và tôi thì vẫn có đạo đức nghề nghiệp. Đúng riêng vậy. Mình tôi không rõ là cái quan điểm đó của TZZ thì có hàm ý gì. Còn quay trở lại với round thi đấu này, OG một round hard buy, họ đang làm cho Falcon gặp rất nhiều khó khăn. Nếu không muốn nói là Falcon đang chuẩn bị thua tới nơi, trừ khi Maiden có thể clutch một vé sai thành công.
Khó nha, Maiden chỉ còn lại cho mình 22 HP thôi, trong khi đó Regali đã lụm lại cho mình được một khẩu AK rồi. Đây là một góc đứng phải bắn nhau đến chết và đó chỉ là một mạng cho Maiden mà thôi. Một round thi đấu hấp bài thành công đến từ OG Esports và bọn họ đã có cho mình round thi đấu chiến thắng thứ 5. Còn Team Falcon, bọn họ chỉ biết tự trách mình mà thôi. Những tình huống di chuyển, những tình huống đấu skill hơi quá tự tin đến từ Team Falcon đã khiến cho bọn họ phải để thua round thi đấu này. Lục là rất tín đến từ các player bên phía team OG Sport trong round thi đấu thứ 11 này. 6 năm rồi. Vẻ mặt tương đối là nuối tiếc đến từ vị trí của anh chàng Snappy. Đấy là một round đấu mà tôi nghĩ là hơi phức tạp quá đến từ team Falcon. Họ biết là OG yếu tiền thì họ có thể đi cùng nhau đổi mạng. Đúng vậy, set một bài đi cùng nhau, vậy là đủ. Tuy nhiên thì bọn họ lại chia người ra và để đối phương bắt lẻ. Một lúc 2 đến 3 người như thế thì quá khó rồi. Cảm giác như kiểu là hơi thiếu một chút cái sự tự tin đến bên phía Falcon trong round thi đấu vừa rồi vậy. Rõ ràng là họ có thể đấu tay thắng được bên phía OG, họ lại đang không làm thứ họ giỏi nhất. Bây giờ thì khó khăn đang bắt đầu tạo ra bởi bên phía OG một cách rõ ràng hơn. 3 mạng hạ gục, 4 và 5, 6 đều là tỷ số của lần first half. Một OG thức tỉnh ở những khoảng thời gian quyết định và không cho Falcon kéo trước quá xa. Với một cái tỷ số như thế này sang đến lượt thi đấu second half, khi mà các thành viên của OG được đưa trở về T-side, một nơi đang đánh giá là mạnh hơn ở trên map thi đấu Vertigo và nó cũng phù hợp hơn với cái lối chơi của họ, một cái lối chơi thiên nhiều về sức trẻ, thì chưa biết chừng chúng ta sẽ có map 3 được thể theo dõi. Nhưng nói như vậy vẫn là quá sớm, Falcon vẫn là một đội tuyển kinh nghiệm và chúng ta đều biết là những người già mà City Side thì không thể nào coi thường được. Thì hãy cùng nhau chờ đợi xem Falcon hay OG sẽ là cái tên đem về chiến thắng sau cùng tại map thi đấu Vertigo này đây. Oh, would you rather play CS2 with a new lineup? I think for the long term, it's an advantage. But for the short term, it's for sure a disadvantage. I would say that a team that comes in with a full base that can work out the meta and add new stuff constantly will have an advantage over a team that is brought together where a lot of the base needs to get down before you can actually develop and be ahead of the meta. Mm-hmm. So I would say in 6 months, it's an advantage, but for now it's not. Obviously, people will say that, yeah, we are 3 guys from in, so you should have a base, but it's not really the same because we obviously have to move some positions around now. Also, when we split up in ends, kinda, it was actually towards the tail end of CSGO and we went to a few CS2 tournaments, but that was pretty much without prac because of the circumstances back then. What's your experience now coaching in a game that, well, I have to be honest, when I watch people play CS2, they're still playing CSGO in a lot of ways. Some of the changes are very sort of small. So from your perspective as a coach, how much in-game time are you spending just to feel how the game is versus how much time are you watching how people are playing the game today? I think I'm watching a lot, but I think that, and me and Margo also talked about it, that you kind of get, you're still living that world where you are looking a lot about, okay, this would work in CSGO, but you actually don't know if it's going to work in CS2. And mm-hmm. I think the theorycraft thing is going to be more important. But right now, as Margo said, we're building a house while living in it at the same time. And I think a lot of the team has had a head start. Right now we are working on the basic things with this lineup. Mm-hmm. So we don't really have that much time to theorycraft, and we're getting straight playing, you know, Blast first, and then we go straight to Katowice, and then after that it's RMR. So for me, my focus has been on just, you know, to get us as ready as possible on 6 maps, and not really looking into, okay, let's theorycraft. And I think that goes for a lot of teams, but I think we will see it, and most likely, especially for some of these tier 2 teams who don't travel that much, mm-hmm. that they will come up with some new stuff. And then, you know, it's, I've always had it like that, you know, you can use a lot of time on theorycrafting, but looking at other teams who did the prep for you, so you can steal that. That is also, you know, stealing strats from teams. That is definitely also a solution. But my focus point right now is just to get these 5 players together and make us as strong as possible. Vâng, và sau quãng thời gian tạm nghỉ thì chúng ta sẽ quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Lượt thi đấu second half, đội hình bên phía team Falcon, bọn họ sẽ sang bên phía City Side, còn đối với OG Esports, bọn họ sẽ là bên phía T Side.
Và để xem nào, 6 đều. Sau khi lượt thi đấu first half kết thúc thì cơ hội vẫn là 50-50 chia đều cho cả hai đội tuyển. Piston round, thứ để có thể thay đổi cán cân ngay thời điểm này. Và quyết định đến từ Falcon là một đội hình rất rất đông người của bom xe A. Họ đang muốn chiếm toàn bộ trục A-Ram, một vị trí quan trọng tại Vertigo. Nhưng có vẻ như OG cũng đang muốn quay ngược trở lại để có thể contest. Sẽ là một cuộc chiến tương đối cân não. Nhưng chắc chắn là cái tình huống trượt chân vừa rồi của Fiku thì không phải là một cách hoàn hảo để bắt đầu cái pha combat này. Sẽ là lên đất bom xe A trong tình huống này đến từ đội hình của bên phía team. Đó là OG Sport thôi, tuy nhiên San Bayard và Boros lại đang làm hết như thế này thì gần như là không có cơ hội dành cho đội hình bên phía team OG. Bốn người bỏ lên khu vực bom xe A đều chết chay đến từ đội hình bên phía OG Sport và chỉ bỏ lại một mình vị trí của Heavy God, người đang bò trườn lấy thông tin ở khu vực bom xe B. Triple kill dành cho Boros và đó là double kill dành cho San Bayard, đem về ra thi đấu Piston dành cho đội hình bên phía team Falcon. Tôi thực sự muốn nhìn cái số đạn còn lại của hai thành viên bên phía team Falcon tại tình huống vừa rồi. Trông rất tiết kiệm. Một viên. Bốn viên đạn, hai cái mặt. Bên này thì là bao nhiêu đây? 9 viên. Tổng lại là 13 viên đạn để bắn chết 5 mạng. Khả năng em rồi. Phải gọi là cực đỉnh đến thử San Bayard và Boros trong tình huống vừa rồi. Ồ. Vào thi đấu này thì quyết định đó là ra mid đông thành viên và bây giờ sẽ là tình huống tập êm của San Bayard. Boros và San Bayard thay nhau lên tiếng và đây sẽ là một màn hủy diệt, một màn hốt eco đến từ đội hình bên phía team Falcon mà thôi. 8-6 đơn giản. Pha đầu tiên thì cũng khá là giật mình đấy chứ. Một tình huống bò chay với chay. Bắn hai viên liên tục vào mặt. Giá như nó là một khẩu súng khác thì nó sẽ là một mạng dành OG. Đương nhiên là nó sẽ không thay đổi cái kịch bản đằng sau. Vì sợi góc của San Bayard là một góc mà những cái khẩu lục khó lòng nào có thể đẩy ra để có thể hạ gục anh ta được. Chứ cả là Magic Boy với 1v9 lại còn di chuyển lên khu connector như vậy thì nó đúng là một cái ám tử. Cách biệt 2 round đã được thiết lập dành cho Falcon. Giờ là lúc để họ mở rộng nó ra. Nhưng bên phía OG có câu trả lời ngay lập tức với một tình huống phi thẳng của Heavy God. Một mạng đơn giản. Tại A-Ram thì Nexius lại không thể vượt qua được Maiden. Và mọi công sức Heavy God bỏ ra coi như là công cốc. 4v4 giữa cả hai đội tuyển và để xem nào. Lối di chuyển thì của OG đang cầm quả C4 ra khu vực mid đồ. Liệu rằng đây có phải một mình uống mid 2 hay không đây? Snappy cùng với đó là vị trí của Maiden đang trấn thủ khu vực A-Ram. Và Maiden đã bắt đi được vị trí của Regali rồi. Spam rất cảm giác đến từ Maiden. Và bây giờ đội hình của bên phía team OG Sport quyết định đó là đâm A. Tương đối là khó khăn khi mà bom xe A vẫn có sự trấn thủ của một lão tướng đó là Snappy, một người vô cùng nhiều kinh nghiệm. Cùng với đó là một chàng trai trẻ Maiden. Bắn tay rất to nha. Không check lại và Maiden tiếp tục có cho mình vạ uống thứ 3. Snappy cover cho người đồng đội của mình tốt và Kito là người nằm xuống. Gần như đây sẽ là thi đấu chiến thắng gọi tên đội hình bên phía team Falcon mà thôi. Heavy God có cho mình một mạng thật đấy, tuy nhiên đối phương đã quẩy. 9-6 gọi tên đội hình bên phía team Falcon. Đây là khoảnh khắc thay đổi của map thi đấu này khi mà các thành viên bên phía OG đã không thể giành chiến thắng tại key round. Và điều đó cũng sẽ dẫn tới việc round thi đấu sau thì họ không đủ tài chính để có thể full buy nữa. Tôi nghĩ rằng với việc mà họ cũng không bắt được quá nhiều súng của bên phía Falcon thì họ sẽ không chủ động là Fox buy. Nên là hát buy an toàn tới Snappy và đồng đội thì nó sẽ hợp lý hơn. Và với những khẩu tech này, những khẩu DE trên tay, cùng chờ xem là OG có thể làm lại được điều mà họ đã từng làm trong nửa cuối của lượt first half hay không. OG từ vừa nãy đến giờ vẫn chưa lên khu vực bom site B. Nhưng bây giờ vào B thì có vẻ như là hơi khó nha. Bậc thầy thủ B đó là Magis Boy, map thi đấu Vertigo này đã có cho mình mạng gục của Heavy God rồi. Magis double kill. Bắn vẫn còn là rất tin tài đến từ Magis Boy ở khu vực bom site B. Ba người của đội hình bên phía OG bị kẹt lại rồi. Boros bị Regali bắt được nhưng không sao cả. Magic Boy cũng với San Bayard vẫn còn đấy. Thì đội hình của bên phía team OG Sport vẫn chưa thể dễ dàng vào khu vực bom xe bê được. Tuy nhiên đây là những tình huống bắn lục rất hay. Và chỉ có lại một mình Maiden mà thôi. Gió đã đảo chiều một cách rất nhanh. Wow, đến từ OG. Bằng một cách thần kỳ nào đó họ làm được cho mình tận 3 mạng. Và bây giờ thì họ cũng biết luôn Maiden đang ở đâu rồi.
sẽ là một khoảng trống mênh mông tại khu B main để cho cặp đôi của OG Sport có thể xử lý quả C4 này. Maiden thì còn một lửa. Một lửa thì không thể clear hết tất cả những góc mà bên phía OG đang sở hữu được. Và thời gian của Maiden cũng không còn là bao nhiêu cả. Chưa tới 10 giây. Maiden đang làm gì đây? Maiden vẫn chưa tìm được một cơ hội nào để có thể chạm vào quả C4. Và đó sẽ là chiến thắng gọi tên OG. Lại một lần nữa làm round thi đấu chiến thắng hấp bài. Và OG Sport họ vẫn đang ở lại với trận thi đấu này. Vâng, full bài thì thua một cách rất nhanh chóng. Tuy nhiên hấp bài lại có cho mình những cái chiến thắng rất ảo mà đến từ vị trí của OG. Round thi đấu vừa rồi, mặc dù Magic Spoil đã có cho mình hai mạng hạ gục từ sớm, nhưng bằng một cách nào đấy Team Falcon bọn họ vẫn để thua trước những khẩu lục trên tay của Regali, Fiku. Bắn lục là rất tí đến từ Regali nha. Cả Fiku cũng vậy. Magic Spoil thất thần. Còn Heavy God thì cũng có một cái hành động khá là giống một cái từ lái mà tôi không tiện nói ra ở đây. Quản lý của đội hình bên phía Team OG. Và trong một vài cái tin tức mới đây thì vị huấn luyện viên của Team OG Esport Ruger thì cũng đã có những thông tin sẽ chuyển đến trong màu áo của Astralis. Đó là lý do tại sao mà giải thi đấu này không có một vị huấn luyện viên quen thuộc, mà chúng ta thấy OG hay đưa đi ở những cái giải thi đấu lớn. Đó cũng là một trong những cái mất mát tương đối là đáng kể đến từ đội hình bên phía OG Esport, khi mà bọn họ không có huấn luyện viên có thể ngồi đằng sau. Và vừa rồi đó là một tình huống smoke lỗi đến từ đội hình bên phía Team Falcon. Tuy nhiên thì ở bomb site B, Magic Spoil đã lên tiếng với áo của Heavy God. Bắt được chủ công của đối phương từ rất sớm. Nhưng bản thân Magic Spoil cũng chịu những cái tổn thất không hề nhỏ. Cả Boros cũng vậy. Một HP còn lại. Chắc chắn là khu vực bomb site B đang mỏng hơn bao giờ hết đến bên phía Team Falcon. Nhưng quyết định của OG lại là lên A cùng nhau. Nexius đã có một pha bắt thăm mình tốt, khiến cho Maiden phải có quá nhiều việc cần phải làm. Tay là rất to. Và nếu như có mạng thứ ba thì nó sẽ là an bài. Nexius đang muốn làm gì đó chăng? Như vậy là hạ cái tôi xuống rồi. Hợp lý. Quyết định không phải là dễ dàng cho một player trẻ như thế này, để lùi lại sau khi đã có hai mạng thi đấu cực kỳ đẳng cấp như vậy. Tôi đánh giá cao quyết định của Nexius. Và OG sẽ có ra từ đội chiến thắng thứ 8 khi Falcon đã quyết định xếp súng cùng nhau. Quay trở về câu chuyện cũ về tác động của mất huấn luyện viên cho đội hình OG Sport, em nghĩ là nó sẽ lớn hơn so với cả một đội tuyển bình thường. Tại vì theo dõi những phần của Kito thì Kito cũng có một cái mối quan hệ rất là tốt với cả Rooker. Bản thân Rooker cũng là người truyền cảm hứng cho Kito để đóng vai trò in-game leader cho OG Sport, có thể nói là như vậy. Kito có nói là sau cái vòng Open Qualifier đầu tiên của Major mà OG đã thất bại gần như là toàn tập, thì Kito cũng đã đặt ra những cái dấu hỏi về khả năng của mình. Và sau đấy thì anh cũng có đi nói chuyện với huấn luyện viên, thì lúc cũng đã bảo là ai cũng sẽ có những lúc cảm thấy như thế vào lần đầu mà họ thử làm in-game leader. Mà cứ thử đi, sai thì mà học được. OG Sport bọn họ đến với giải thi đấu này với những cái mất mát phải gọi là lớn đấy chứ. Mất đi huấn luyện viên của mình, Kito thì cũng mới chỉ đảm nhiệm vị trí in-game leader cũng chưa được lâu trong áo của OG. Đó là lý do tại sao mà OG đang gặp phải rất nhiều khó khăn trước những đội tuyển như Team Falcon hay là Vitality. Tuy nhiên chúng ta phải chờ xem trong tương lai thì liệu rằng OG Sport có phải là một đội tuyển đáng xem hay không đây. Liệu rằng thay thế của vị trí của Rooker trong áo của OG Sport sẽ là ai? Thì trong khoảng thời gian tới thì chúng ta mới biết được. Còn ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có thông tin nào là OG sẽ tuyển một huấn luyện viên mới cả. Vẫn chưa biết là ai sẽ là người về. Thực ra thì cái thị trường huấn luyện viên mới là cái khó đoán. Chính xác. Player thì có vài người chúng ta biết mặt, quen. Thậm chí là với những người theo dõi những giải tier 2, họ còn biết luôn những player trẻ nào có thể được đôn lên những đội tuyển tier 1. Huấn luyện viên thì lúc nào là một dấu hỏi lớn. Đôi khi sẽ là những đội tuyển to họ trao đổi huấn luyện viên cho nhau. Đôi khi cũng sẽ có một người chúng ta chưa thể biết là ai cả. Liệu rằng OG Sport có nhắm đến vị trí của Swanee hay không đây? Nhưng mà anh chàng này vừa mới thôi việc ở G2 xong. Cũng không rõ, tại vì Swanee thì bảo là muốn có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, reset lại tinh thần một chút, thậm chí là cả về mặt thể chất sau một khoảng thời gian rất là dài.
cùng một cái thành viên của G2 Esports. Mà đấy cũng sẽ là một sự lựa chọn khả dĩ. Dù sao chăng nữa, Swanee cũng là một huấn luyện viên có thể nói là dày dặn kinh nghiệm ở trong một đấu trường CS này. Quay trở lại với round thi đấu chúng ta, Regali double kill. Và liệu rằng có mạng thứ ba dành cho Regali hay không đây? 1v2, nhưng đáng tiếc thay Regali lại bị bắt tha mình bởi Boros trước khi một quả smoke kịp nở ra. Một chiến thắng có phần vất vả dành cho Falcon, nhưng nó là đủ để họ tiếp tục duy trì khoảng cách với bên phía OG Esports. 18 dành cho đội hình bên phía team Falcon rồi. Còn đó chỉ còn cách map thi đấu này có 3 round thi đấu nữa thôi. Đây là một tình huống bắn rất hay đến từ vị trí của anh chàng Maiden cũng là Sunbiot rồi. Và cũng phải kể đến tình huống double kill của anh chàng Boros nữa. Như thế là đã đủ để có thể đưa đội hình bên phía team Falcon lên con số 10. Còn đối với đội hình bên phía OG Sport, đây sẽ là một round thi đấu Frostbite đến từ OG. Lượng bom mìn là rất đuối nha. Và chưa kể Nasus phải bắn cho mình đó là một khẩu pistol. Snappy vẫn đang cật lực spam, Boros cũng vậy. Và OG Sport, họ tưởng là họ đã có một tham mình đẹp nhưng không. Falcon đã chuẩn bị quá kỹ cho cái bài băng smoke này của OG. Hai người còn lại bỏ ở giữa một cái khoảng trống mênh mông tại ARAM. Và đương nhiên khi mà bị đặt vào trong một tình huống như vậy thì kể cả là những top tier player cũng sẽ không thể làm gì nhiều hơn được. Gáy rất khét đến từ Boros, một màn hủy diệt đội hình của bên phía OG Sport ở khu vực ARAM. Gần như cánh cửa dành cho OG Sport tại giải thi đấu Spring Group này gần như đã đóng lại rồi. Round thi đấu này là một round thi đấu kỳ round đến từ đội hình bên phía OG và bọn họ để thua. Thì gần như là OG Sport bọn họ sẽ phải đối mặt với những cái match point. Bây giờ mới là lúc OG đưa ra quyền tactical timeout đầu tiên. Như chúng ta có thể thấy là trong quyền tactical timeout này thì cái sự thiếu vắng của một huấn luyện viên nó lại càng trở nên lớn hơn. Chắc. Rõ ràng là một quản lý thì sẽ không thể nắm rõ những yếu tố liên quan đến chiến thuật, những cái chuyện sâu được. Mà sẽ chỉ tự là các tuyển thủ họ nhìn lại bản thân mình và họ sẽ đọc ra xem là mình sai ở đâu. Nhưng mà điều đó thì rất khó. Bao giờ một người đứng ở ngoài nhìn vào cũng sẽ có một cái sự khách quan nhất định. Còn các tuyển thủ thì họ sẽ bị vướng vào cả những yếu tố liên quan đến cảm xúc nữa. Đôi khi những quyền tác của timeout như thế này ở những team không có huấn luyện viên, nó chỉ đơn giản là để họ lấy lại một chút gọi là cái sự bình tĩnh thôi. Chính xác là như thế. Và anh nghĩ là đối với những người trẻ thì ở vào những tình huống như thế này thì bọn họ thường không giữ được bình tĩnh. Và thậm chí kể cả có một hay là hai quyền tactical timeout đi chăng nữa thì anh nghĩ là cũng không cải thiện được quá nhiều đâu. Đây, rất bế tắc đến từ đội hình bên phía OG. Bọn họ bị hủy diệt hoàn toàn rồi. 12-8 và 4 cái match point dành cho đội hình bên phía team Falcon. Bốn round sẽ cần đến tận 4 round để OG Sport đưa chúng ta vào loạt overtime. Khó, rất khó dành cho OG Sport. Đội hình của bọn họ còn quá trẻ và chưa kể đây là một giải thi đấu mà hai đội tuyển lại ngồi cùng trong một phòng một thi đấu như thế này thì gặp những người hay gái kiểu Snappy hay là vị trí của Maiden thì rất khó để có thể điều chỉnh tâm lý đến từ vị trí Heavy God cũng như là vị trí của Nexus. Quay trở lại với round thi đấu 21, Heavy God đã mở điểm với mạng của Sunbiot rồi. Một lợi thế hiếm hoi mà OG Sport có được cho các player bên phía team Falcon. Tại ARAM thì sao đây? OG đang không muốn chơi quá cục ở tham binh ban đầu. Họ đang câu được rất nhiều đồ của bên phía Falcon. Nhưng sau cùng thì lại quyết định là về B cùng nhau. Và đây đang là một quyết định đúng. Bom sai B của Falcon đang tương đối mỏng. Một mình Magis Boy sẽ là người phòng ngự. Và ở khu mid có đó là Boros. Nhưng giờ thì Magis Boy đã lùi lại một nhịp và anh ta mất góc để có thể chiếm thế thượng phong. OG đã tràn vào bên trong và Magis Boy không thể có một đòn hồi mã thường. Nhưng Boros thì lại là cả một câu chuyện khác. Một cú double kill cực kỳ nhạy cảm đến từ Boros. Nhưng đằng sau lưng Boros còn người. Và Boros cần phải cẩn thận, nhưng Boros không vượt qua nổi Piku. Trong sai thì Snappy cũng đã thất bại hoàn toàn. Và Maiden 1v3 thì liệu rằng có thể làm nên chuyện hay không đây? Một mạng dành cho Maiden. 66 HP vẫn có thể làm được trong pha thi đấu này. Maiden có kit, không việc gì phải quá vội vàng. Còn kit và còn smoke đến từ vị trí của Maiden, vẫn có cơ hội dành cho anh chàng này nha.
Để xem nào, cần clear đi hết tất cả những góc trong vùng bom side B. Và đã phát hiện ra một người rồi, đó là vị trí của Kito. Double pick, và đó là không có cơ hội nào dành cho Maiden cả. Tất cả những gì anh chàng này làm được cũng chỉ là đổi một mà thôi. Best boy đầu tiên đã được cứu đến từ đội hình bên phía OG Esports. Thậm chí không chỉ cứu match boy, họ còn cứu rất nhiều người ngoài kia nữa. Sau khi mà tôi lướt qua một vòng gọi là hệ thống kênh chat của 500 Road, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ mà OG họ cần phải đạt được. Tối thiểu là 3 round nữa để giữ niềm hy vọng ở lại với giải thi đấu lần này. Xa hơn thì sẽ là map 2. Một quyền tactical timeout được đưa ra đến từ đội hình bên phía Team Falcon. Và có vẻ như là Zonic vẫn đang rất chai hát tại map thi đấu này. Falcon thường để thua theo những cách tương đối khó hiểu. Ngày thi đấu hôm qua thì tại map thi đấu Vertigo thì Falcon cũng đã để thua. Đó là đội hình bên phía Astralis. Nhưng mà có thể nói đó là một ngày mà Astralis đã bắn bay. Chính xác là như thế. Astralis cũng đang có bộ mặt khá là khác ở giải đấu lần này. Họ tỏ ra mình là một đội tuyển cạnh tranh cho những cái vị trí cao, chứ không phải chỉ đến và dạo chơi với tư cách là một ông lớn giống như gì chúng ta đã được nhìn thấy 2 năm vừa qua nữa. Astralis bây giờ là một Astralis một top team, anh đánh giá là như vậy. Em nghĩ rất là ra dáng hơn sau khi mà có được hai bản cầm rất là giá trị. Để dù sao chăng nữa, Star và Jabby đều là tên tiềm năng, và để có thành công cho một đội tuyển, ngoài yếu tố chiến thuật ra thì họ phải có những con người để đáp ứng yếu tố chiến thuật đó nữa. Astralis đã có đầy đủ những cái mảnh ghép họ cần, sẽ chỉ còn chờ đến những cái danh hiệu để coi như là giải tỏa một chút cho đại diện này thôi. Quay trở lại đoàn đấu chúng ta, OG vẫn đang ở thế thua người, nhưng giờ thì không còn nữa. 4v4 và Sunfighter thậm chí còn đang đỏ máu. Cơ hội rất lớn được thể chạm 10 dành cho các thành viên bên phía OG, nhưng họ cần phải chậm lại. Regali đã vào được một vị trí an toàn, và đây sẽ là một pha retake không hề dễ chút nào dành cho Falcon. Vẫn còn đồ trên người của các player bên phía Team Falcon, và đây sẽ là một tình huống retake 4v4 nha. Còn Smoke đến từ Magis Boy cũng là săn ba nhất. Tuy nhiên Nexus bắt đi được Snappy trước khi nằm xuống giữa ống súng của Boros rồi. 3v3. Và quả bom đang trồi, và quyết định của đội hình bên phía Team Falcon đó là xếp súng, khi mà lượng tiền của bọn họ cũng chẳng còn bao nhiêu cả. Một quyết định phải nói là khôn ngoan đến từ đội hình bên phía Team Falcon. 12-10 rồi, đó là điều chắc chắn. OG Sport cứu thành công Magis Boy thứ hai. Tưởng chừng như sẽ là một chiến thắng gọn gàng dành cho Falcon. OG anh cho chúng ta nhìn thấy một vài những điểm sáng ở trong hai round thi đấu gần đây. Vẫn xuất phát từ khả năng first pick tới từ những người trẻ của bên phía OG. Từ Heavy God cho tới Nexus, cảm giác của họ đang tốt hơn. Sau một quyền tactical timeout thì đội hình bên phía Team Falcon bọn lại để thua. Và bây giờ có vẻ như là trận thi đấu của chúng ta cũng phải tính đến loạt thi đấu overtime là vừa. Thua đoạn thi đấu này thì rất có thể sẽ là 12-12 thật đến từ đội hình bên phía Team OG và Falcon. Cần phải chắc chiêu. Đấy không phải khoảng thời gian để lơ là dành cho Falcon. Mà chỉ có duy nhất Magis Boy là người có thể tạm coi đủ khả năng chi trả cho đoạn thi đấu sắp tới. Còn những cá nhân còn lại chay tui. Và OG cũng biết điều này. Đây là khoảnh khắc sự thật. Nếu như OG thắng, khả năng cao chúng ta sẽ có overtime. Nó không chỉ là yếu tố về mặt tiền nong, nó còn là về mặt tâm lý nữa. Chính xác. Đó thì đấu này thì lại quyết định đó là vào B đến từ đội hình bên phía Team OG Sport. Một quyết định rất đúng đắn khi mà bóng dài B chỉ có một mình vị trí Magis Boy thôi. Và Magis Boy chết chay, và Boros cũng chỉ kịp đổi một. Bom sai B đã thủng đến từ đội hình bên phía Team Falcon. Và bây giờ sẽ lại là một tình huống retake 4v4 nữa giữa cả hai đội tuyển. Rất nhiều bom đang được trả tới tất cả đôi bên. Và bây giờ thì Boros chưa có mạng nào cả. Nexus thì đang ẩn nấp bên trong quả smoke. Heavy God đã bị bắt lại, nhưng Nexus đổi mạng lại là quá nhanh. Và tiếp tục là những pha trade kill tốc độ cao tới tất cả hai bên để đưa tình huống trở về là 2v2. Mỗi bên đều đang có một thương binh. Sunfighter cần phải làm một điều gì đó với lượng máu đầy đủ và một khẩu ốp trên tay. Nhưng bên phía bên kia thì OG đã lùi hết về những góc thi đấu có lợi rồi. Và khẩu ốp ở đây gần như là bị phế hoàn toàn tới từ anh chàng Sunfighter này. Smoke được trả,
để có thể thực hiện những pha gỡ phách tới từ Sanpajot. Nhưng Piku đang đẩy vào rất quyết đoán và Sanpajot chưa có góc để có thể hạ gục đối phương. Maiden lên từ có một mạng, Regali cũng đã bị bắt lại. Nhưng thời gian có đủ hay không đây? Không đủ dành cho team Falcon và đó sẽ là 11-2 gọi tên OG. Quên không nhặt kit đến từ Sanpajot. Và bây giờ đó là 11-12. Trận đấu thi đấu của chúng ta đang rất gần overtime rồi. Cũng may là round thi đấu vừa rồi đội hình của bên phía team đó là Falcon bọn họ còn giữ được hai súng đấy. Chứ không thì round thi đấu cuối cùng này sẽ là một round thi đấu quá khó cho đội hình bên phía team Falcon nha. Hoàn toàn đồng ý với những quan điểm vừa rồi của anh D-Wolf. Một chút may mắn khi mà Falcon họ vẫn đủ thời gian để có thể giữ súng. Nếu không thì đó là một thảm họa. Quyền tắt của thảm áo thứ 3 cũng đã được sử dụng ngay lập tức tới từ Zonic. Còn ngược lại bên phía bên kia, Kito có vẻ như đã tìm lại được cái nguồn cảm hứng để chơi game của mình. Một round nữa thôi. Một round thi đấu giữa chiến thắng 2-0 của Falcon và một loạt overtime cho OG. Những gương mặt tương đối ngắn ngẩm đến từ Sanpajot cũng như là vị trí của Maiden. Và thậm chí là đội hình bên phía team OG bọn họ còn không biết lý do tại sao bọn họ thắng cơ. Kito đã phải ngước lên nhìn đối phương. Và khi quả bom phát nổ thì Kito mới biết là đối phương không có kit. Và thi đấu cuối cùng là thi đấu thứ 24. Súng ống cũng là tương đối đủ đầy dành cho đội hình bên phía team Falcon. Snappy ở đây bắn 200 hiệp với chết đi được vị trí của Kito. Tuy nhiên Heavy God cũng như là Fiku. Không, chính xác là Heavy God lại deny đi vị trí của Decius. Lợi thế về người đã có dành cho đội hình của bên phía team OG rồi. À, chính xác là team bên phía team Falcon rồi. 3v2. Cơ hội để đóng hòm map thi đấu này đang mở ra dành cho đội hình bên phía team Falcon. OG còn phải nói là may mắn mới còn giữ lại hai người trong tình huống vừa rồi. Nếu đó không phải một pha Maiden hết hạn thì sẽ là một thảm họa. Heavy God cần phải lập công chuộc tội, cần phải cứu lại những gì mà anh ấy đã làm được từ map 1 cho tới map thi đấu này. Người ta có câu là hay cả trận không bằng một pha. Mà nếu như chỉ vì một tình huống deny đồng đội mà dẫn tới trận thua của OG và khiến họ ra về nước thì tôi nghĩ là nó quá nghiệt ngã cho Heavy God. Đang quay trở lại cuộc bom side B đến từ bộ đôi Heavy God cũng là Fiku. Tuy nhiên thì Boros đang có một góc đẩy quá đẹp rồi. Gần như là cơ hội dành cho đội hình bên phía OG đang dần đóng lại. Magic Boy thì đang có một góc nhảy check ở vực tủ điện. Và đấy, Magic Boy đã bị đối phương bắt. Sanpajot thì cũng đã bị phát hiện rồi. Và Boros cần phải nhanh hơn. Boros ở đây bắn lỗi đến từ Boros. Fiku bắt đi được Sanpajot và rất có thể sẽ có overtime nha. Flat bắn ra là rất trắng. Và bây giờ để xem nào. Player hay nhất bên phía team Falcon sẽ phải clutch 1v2. Boros có cho mình một mạng của Heavy God. Và bây giờ thay đạn một quả flash. Và đó là tình huống clutch dành cho Boros. Không có overtime nào ở đây cả. Team Falcon kết thúc ngày thi đấu thứ hai của giải thi đấu Flash Spring Group bằng một chiến thắng 2-0 trước OG Esports. Quá nghiệt ngã. Phải nói là quá nghiệt ngã dành cho Heavy God và những người đồng đội, đặc biệt là ở chàng trai trẻ người Israel này. Tôi nghĩ nó sẽ là một đòn giáng mạnh vào tâm lý của Heavy God tại những lần online tiếp theo. Hai cặp trận thi đấu BO3 với Heavy God đều bắn rất hay. Nhưng ở tình huống quan trọng nhất, tình huống cần phải có sự tỏa sáng các ngôi sao nhất, thì Heavy God có gì? Một pha deny đồng đội khiến cho OG bị thua người. Và sau đó thì cũng chính Heavy God là người nằm xuống đầu tiên ở trong tình huống 2v1. Tương đối là đen đủi dành cho tân binh của OG Esports. Và với kết quả này thì OG bọn họ sẽ phải xuống nhánh sâu đào. Còn đối với đội hình bên phía team Falcon, bọn họ sẽ đi tiếp. Sẽ là một trận đấu sinh tử với Vitality để cạnh tranh cho một tấm vé đến thẳng trận chung kết. Một trận chung kết cực kỳ quan trọng. Thế chính ra là team Falcon gặp Vitality cũng là duyên nợ phết đấy chứ. Zonic và Magic Boy gặp lại những người đồng đội cũ. Đúng. Chúng ta đang có một cái mùa giải mà nhiều người cũ phải gặp lại nhau. Chính xác. Ngay từ trận thi đấu mở màn chúng ta cũng đã có rồi. Đúng không? Chúng ta có Zonic, có Magic Boy đụng độ với Divine. Astralis. Có thể nói là cả tổ chức Astralis luôn. Và sau đấy đến ngày mai thì sẽ là họ đối đầu với các thành viên. Không. Ngày mai thì sẽ là thuộc bảng khác rồi. Ừ.
chung là sẽ có một ngày thi đấu sắp tới mà Falcon cần phải đụng độ với bên phía team Vitality, và chắc chắn rồi nó sẽ là một trận thi đấu căng thẳng hơn với những gì mà Falcon đã trải qua trong ngày thi đấu hôm nay. Rõ ràng là chúng ta có thể thấy Falcon vẫn còn rất nhiều vấn đề. Gặp một đối thủ có thể coi là yếu hơn vài bậc như là OG Sport mà Falcon họ vẫn phải chật vật ở trong map thi đấu thứ hai tới vậy. Sau khi mà đã có một map đầu tiên tương đối là thành công thì nó sẽ là một cái hồi chuông cảnh tỉnh dành cho Zonic và những cậu học trò của mình. Như vậy là chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua tất cả những diễn biến ở trong 4 cặp trận thi đấu BO3 tiếp theo ở trong giải thi đấu Blast Premier Spring Group 2024 lần này. Một ngày thi đấu phải nói là khá dài hơi khi mà lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến những trận thi đấu 3 map, đúng không? Hôm qua thì đều là trận 2-0 cả. Hôm nay thì đã có những trận đấu bắt đầu trở nên căng thẳng hơn rồi. Nó báo hiệu cho một mùa giải có phần hấp dẫn hơn. Và em nghĩ rằng ngày thi đấu ngày mai vẫn sẽ tiếp tục là một ngày bùng nổ như vậy. Hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ có thể đồng hành cùng bọn mình xuyên suốt chặng hành trình của giải thi đấu Blast lần này. Còn bây giờ thì có lẽ là khoảng thời gian thích hợp để chúng ta có thể cùng nhau nghỉ ngơi. Chúc các bạn sẽ có một ngày mới tốt lành cùng với người thân và gia đình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong phiên bình luận trực tiếp tiếp theo. Bye bye!